trong đêm nay và ngày mai khu vực bắc bộ tiếp tục có những cơn mưa rào và rông xuất hiện nhưng tập trung chủ yếu ở vùng đồng bằng và ven biển với thời gian mưa và khoảng chiều tối đêm và sáng còn tại khu vực trung du và vùng núi mưa rào và rông có xuống sẽ giảm hơn và chỉ xuất hiện rải rác vào cuối ngày tuy nhiên thì người dân vẫn cần đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng cục bộ tại vùng trũng thấp ven sông. Nhiệt độ đêm nay sẽ phổ biến là từ 24 cho đến 27 độ. Vùng núi cao có nơi dưới 20 độ. Sang ngày mai thì hầu hết các nơi trên khu vực Bắc Bộ trời đều có nắng và nhiệt độ trưa chiều sẽ dao động trong mức là từ 31 cho đến 34 độ. Một số nơi ở vùng đồng bằng và trung du trên 34 độ nên cảm giác hơi nóng vào thời điểm giữa trưa và đầu giờ chiều. Trong khi đó, vùng núi cao như là Sapa của Lào Cai hay là Mẫu Sơn Lạng Sơn, Tam Đảo của Vĩnh Phúc thì trời sẽ rét nhẹ về đêm và sáng, ban ngày mát mẻ và nhiệt độ đêm ngày sẽ dao động trong khoảng là từ 17 cho đến 25 độ. Còn ở phía bắc miền trung, do nằm xa vùng hoạt động của giải mây rông nên khu vực từ Hà Tĩnh trở ra cho đến Thanh Hóa, mưa sẽ chỉ xuất hiện rải rác vào chiều tối. Trong ngày thì trời có nắng với nhiệt độ cao nhất sẽ dao động trong khoảng là từ 31 cho đến 34 độ. Còn về đêm và sáng thì nhiệt độ sẽ dao động ở mức là từ 24 cho đến 27 độ. Nơi có mưa nhiều và cường độ mạnh hơn vẫn là các tỉnh từ Quảng Bình trở vào cho đến Bình Thuận. Trong đó thì mưa tập trung ở khu vực từ Thừa Thiên Huế đến Quảng Ngãi. Tại đây thì xuất hiện những điểm mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to và rông mạnh. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất cục bộ tại khu vực miền núi và ngập úng ở những vùng trũng thấp vẫn có khả năng xảy ra. Bên cạnh đó, thì các sông từ Quảng Nam cho đến Bình Thuận và khu vực Tây Nguyên có khả năng sẽ xuất hiện một đợt lũ với biên độ lũ lên ở Thượng Lưu, giao động là từ 2 cho đến 5 mét, ở Hạ Lưu là từ 1 cho đến 3 mét, phần nào gây ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống của người dân trên khu vực. Đới gió Tây Nam trên khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ còn hoạt động khá mạnh, nên mưa rào và rông sẽ tiếp tục xảy ra trên diện rộng. Có nơi mưa to đến rất to, đặc biệt là phần phía Bắc của khu vực Tây Nguyên nền nhiệt không biến đổi nhiều. Tại vùng cao Tây Nguyên, nhiệt độ sẽ giao động trong khoảng là từ 28 cho đến 31 độ. Còn tại khu vực Nam Bộ sẽ là từ 30 cho đến 33 độ. Chuyển sang thời tiết trên biển. Do ảnh hưởng của giải hội tụ nhiệt đới nên trong đêm nay và ngày mai, khu vực giữa và Nam Biển Đông, bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa, sẽ có mưa rào và rông mạnh. Trong mưa rông có khả năng sẽ xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Còn tại khu vực Bắc Biển Đông có mưa rải rác ở phía Nam, Giải hội tụ nhiệt đới này thì còn tồn tại và có xuống hoạt động mạnh lên. Không loại trừ khả năng sẽ xuất hiện vùng nhiễu động gây thời tiết xấu, nên bà con ngư dân cần theo dõi sát thông tin thời tiết để chủ động có kế hoạch phòng tránh. Tại các huyện thị xã thành phố thuộc khu vực miền Đông và miền Tây của tỉnh, dự báo đêm không mưa, ngày trời nắng, đêm gió Đông Bắc, ngày gió Đông Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ giao động trong khoảng từ 25 cho đến 33 độ. Còn tại khu vực thành phố Hạ Long, một trong những trung tâm du lịch thương mại lớn của tỉnh. Dự báo gần sáng có mưa rào và rông, trưa chiều trời nắng, đêm gió bắc, ngày gió nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ dao động trong khoảng từ 25 đến 32 độ. Còn đối với vùng biển ngoài khơi, bao gồm cả huyện đảo Cô Tô, thời tiết khá thuận lợi cho các hoạt động trên ngư trường. Cần sáng có mưa rào và rông, trưa chiều trời nắng, gió đông đến đông nam cấp 3, cấp 4, sóng cấp 2, cấp 3, tầm nhìn xa 10 km, nhiệt độ giao động trong khoảng từ 26 cho đến 32 độ.